Chào các bạn, đây là Bi và hôm nay là mùng 1 Tết và bên này là thứ 6 thì mình vẫn phải đi làm. Thì mình vừa kiếm được một công việc mới là một designer cho một công ty phân bón. Đây là sơ sơ cái chỗ mà mình ngồi mình làm việc. Thì có cuốn sổ này là chỗ để mình viết những cái công việc mình cần phải làm. Thì công việc của mình là làm design logo như các bạn đang thấy. Và những cái sản phẩm in ấn ví dụ như là brochure hoặc là tờ rơi. Thì mình làm graphic design, mình thiết kế những cái giống như vậy. Còn phía bên phải của các bạn là cộng sự của mình. Cộng sự của mình là anh mình luôn. Đây, để cho mình cho các bạn xem một vòng cái office nơi mình làm việc nha. Thì đa số mọi người đều ngồi ở phía trước hết. Thì góc này chỉ có mình với anh mình ngồi thôi cho nên khá là vắng. Đây là phòng ăn của công ty thì có đầy đủ các trang thiết bị như tủ lạnh rồi nấu nước sôi này kia. Thì sáng tụi mình thường hay vào phòng này để pha cà phê uống. Thì đây là cái máy pha cà phê của công ty mình. Đó, bấm cái xong rồi hãng nó sẽ chạy cà phê xuống như vậy. Công việc của mình bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thì không còn gì buồn hơn khi mà phải đi làm vào mùng 1 Tết nha mọi người. Đi làm về thì anh mình với mình có ghé siêu thị mua đồ về để tối nay nấu cúng giao thừa. Thì tụi mình có canh măng, bánh tét với lại ít trái cây. Rồi. Cầu. Chuối. Dừa. Đủ. Lâu. Tối thì mình có gọi về cho ba mẹ. Thì đúng lúc là dưới quê mình đang có múa lân luôn, cho nên là ba cũng cho mình coi chung, cho nó có không khí Tết đồ này kia. Đó, có bà nội mình đang đứng coi luôn nè. Đâu đâu đâu, chụp gì bánh hỏi. Đây đây đây. Trời ơi. Rét rét cái người. Cho con miếng nước mắm đi. Người nó giật giật á. Cho con miếng nước mắm đổ vô mi chứ ăn này lạc quá. Rét người. Em có chơi bầu cua không cô đất? Xuống sáng hả? Xin chào các bạn, đây là Bi và bây giờ bên mình đang là mùng 2 Tết. Hè tối thứ bảy thì mình với mọi người trong nhà tính hôm nay sẽ đi ăn ở một nhà hàng Ý, ăn đồ Ý. Nhà hàng Ý tên là Sicilia. Thì mình chưa bao giờ thử qua chỗ này hết, nhưng mà bữa trước đi trên đường thấy cho nên là mọi người tính vô ăn thử cho biết. Thì yeah, let's go man. Đây là menu của nhà hàng. Thì menu cũng có khá là nhiều tiếng Ý cho nên lúc lựa món mình cũng hơi sạch Google. Ngoài ra thì nhà hàng còn có cả menu rượu riêng nữa. Thì mình có kêu một ly tên là Oxford's Landing Chardonnay. Thì theo mình, như mình sạch Google thì nó được làm từ nho xanh. Đây là cái khung cảnh của quán, cũng khá là rộng và hôm nay cũng có nhiều người đến ăn nữa. Chinh chiến không còn trần gian, mãi mãi còn xuống. Ăn cơm nay xong thì mình cũng tranh thủ thời gian gọi về cho bạn bè ở Việt Nam hỏi thăm tụi nó chơi. Hello đi Kim, đây là Kim Nguyên. Còn cái ở trên là tụi nó đang đi mua hàng online ngày Tết. Chào mọi người. Bạn của bé không? Còn bạn của... cái ở trên là cái làng hả? Làng làng cái ở trên là đây nè nè, cái này là mọi người, là mọi người em đâu. Phần còn lại của buổi tối thì mình và mọi người trong nhà tụ họp lại chơi Uno, coi phim và ăn chè khúc bạch vải buổi trước mình mới mua. Trời rất là ngon nha mọi người ơi. Ba giống vậy đó, không nhưng mà nó chỉ cùng màu và khác phối đó được mà cùng cùng số cái màu mà. Xin các bạn, đây là Bi. Bây giờ là 12 giờ đêm nha. Hôm nay là đang là buổi tối của ngày mùng 2 thì tụi mình đang ngồi đánh Uno. Vậy thôi. Mày tới mày đi nha. Ừ. Bây giờ mình đánh nha mọi người. Số 8 đúng không?
muốn. Sợ gì nhau. Em muốn em được sự hoa nở. Bốc đi, bốc đi. Bốc đi, bốc đi, bốc đi, bốc đi. Ta rồi. Đó là. Đấy đấy, từ từ. Màu gì? Mày chọn màu gì? À không không, đúng rồi, bốc. Bốc là không được ấy, ok. Chọn đi, chọn đi. Sa lá cây. Bốc bắt họ. Mày. Đó, ok. Chờ. Chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xóa. Anh cho em mùa xuân, hoa ban mới nở chiều đông nào. Đây là toàn cảnh mùng 3 của mình. Thì mùng 3 của mình nó rơi vào chủ nhật. Thì chủ nhật mình sẽ đi làm từ 12 giờ trưa cho đến 8 giờ rưỡi tối. Thì trong tuần mình làm thứ 3, thứ 6. Còn cuối tuần thì mình làm chủ nhật ở nhà hàng. Anh cho em mùa xuân. Mùa xuân nay tất cả lòng non vừa chảy lá. Sau khi đi làm xong thì mọi người trong tiệm mình cũng có tụ tập để ăn Tết tí cho nó có không khí. À, đây là mọi người. Và cũng có anh mình tham gia nữa. Tên mẹ. Thôi xong rồi con ơi. Xuống mẹ có tôi về. Rồi xong. Một lần mùa xuân đến cao xa, quê nhân rộn ràng chào xuân đến huy hoàng, bướm ong chập chờn lượn muôn trơn. Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! 2, 3! Mùa xuân mới vinh quang, đón xuân trần bình tình nghệ sĩ yêu đàn. Xin chào các bạn, đây là Bi và mình mong là qua vlog này các bạn đã thấy được là ngày Tết của mình ở bên này nó chán cỡ nào. Thì đối với mình, Tết là gia đình và Tết chỉ là Tết khi mà mình có gia đình ở cạnh bên. Thì năm nay mình không có được về nhà ăn Tết cho nên là mình thấy khá là buồn. Và mình cũng không có kiểu hứng thú phấn khởi lắm đối với ngày Tết. Tại vì đó, các bạn có thấy là mình không có miếng chân dưới Tết, chân bánh tét gì trong nhà luôn. Tại vì kiểu không có mood. Tuy nhiên thì mình không có muốn ngày Tết của mình nó trôi qua một cách thật là vô nghĩa, cho nên là mình đã cố gắng hết sức để kiểu như là cũng có bánh chưng bánh tét rồi này nọ, rồi cũng chơi đến bài, nó có không khí một xíu. Mình mong là năm sau thì mình vẫn có thể về nhà ăn Tết được sau khi mà dịch đã qua. Thì qua video này mình chỉ muốn nhắn nhủ cho các bạn một điều là nếu mà các bạn vẫn còn có cơ hội được ăn Tết bên cạnh gia đình của mình, hãy dành thời gian để mình trò chuyện hoặc là mình phụ giúp gia đình nhiều hơn, nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn, nói chuyện với cô dì chú bác, ông bà nội, ông bà ngoại nhiều hơn. Tại vì cái lúc mà ở Việt Nam á, thì mình thấy cái đó là điều rất là bình thường trong ngày Tết. Nhưng mà khi mà đi xa rồi thì đó, những cái gì mà mình nhớ về Tết, những cái ký ức của mình về Tết thì lúc nào cũng có gia đình hết. Cho nên là nếu các bạn vẫn còn cơ hội thì các bạn hãy dành khoảng thời gian ngày Tết cho gia đình của mình. Mình rất là xin lỗi vì gia đình mình hơi bận, không có quá nhiều thời gian ra video nữa. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ ra những video tiếp theo, cho nên là hãy nhớ like video này và subscribe kênh của mình nha. Ok, cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một năm mới thật là thành công và có nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn. Đẹp một mùa xuân yên vui. Yo, xin cảm ơn các bạn đã xem hết vlog của mình. Và nếu các bạn thích mình thì hãy like và subscribe kênh Đây Là Bi để xem những vlog tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Peace.